Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình này góp nhận 20 tốc cần có ký hiệu là CGN khoảng 4 đô các bạn. Tốc cần này sẽ list lên sàn RateOi và Uniswap nha các bạn, cũng như CoinGecko và mấy cái kép ha. Để tham gia ngày hôm nay mình link phần link mô tả mà tất cả muốn start chatbot nè. Rồi các bạn bấm vào continue lướt cấp trang các bạn. 88.1.89. Cái này cao ngon các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè các bạn. Tiếp tục thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn con này chạy trên tảng BNB Smart Chain nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh kênh giúp kênh seller nè các bạn. Các bạn cho anh chào nhóm chat nè. Rồi bạn mới đáp lên nha các bạn. Các bạn cho anh chào kênh giúp nè. Đây kênh giúp rồi. Các bạn follow minimum. Follow Twitter nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè các bạn. Các bạn like và tweet nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nè các bạn. Rồi các bạn tiếp tục thì các bạn follow Medium, like và các bạn follow Minimum nè các bạn. Minimum các bạn nào follow không được thì các bạn phát cái biên các bạn. Sao kỹ ta. Rồi các bạn bấm vào follow đi các bạn. Minimum thì các bạn phát cái biên nha các bạn. Các bạn follow nó các bạn. Rồi các bạn bấm vào bấm don nè. Tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng memo của bạn đây các bạn. Rồi tiếp tục thì username Medium các bạn thì các bạn nhấp vào trang cá nhân Medium của tất cả các bạn nha các bạn. Đây thì mình đã lấy link Medium đâu ta. Đây nè các bạn. Copy link nè các bạn. Các bạn vào dòng thời gian của các bạn ấy, thì các bạn sẽ thấy nha các bạn. Bạn nhắn vào nha các bạn. Rồi các bạn lấy bỏ lấy từ cộng đầu tiên nha các bạn. Đâu rồi ta. Thôi các bạn chờ mình chút nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm don nha các bạn. Chọn tiếp kênh seller nè các bạn và kiểm tra nè. Rồi các bạn vào follow nha các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lại nè. Bạn bấm don nè. Tiếp tục thì các bạn gọi địa chỉ với BNB Smart Chain. Các bạn có thể lấy địa chỉ ETH cũng được nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ chút ở đây cho tất cả các bạn ra nè. Các mình nha các bạn. Các bạn sao chép nè. Bắt từ đây nè. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Ok các bạn đã liên giáp chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tập cần cho các bạn. Vậy video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.